Đây mình vô mình bẫy dừng xài này nha các bạn. Khổ lắm nha các bạn, người nông dân khổ lắm. Xài này cái này khoảng mười mấy 20 tấn đó mà nó bỏ cọc rồi. Bỏ cọc rồi nó giá do cấm biên, bệnh dịch bệnh đó, không xuất khẩu được. Thành ra nó không có hái, trời ơi nông dân bỏ bỏ cọc luôn. Bây giờ mình hái từ từ bán. Nè các bạn. Xài cát Hòa Lộc nha. Bao hết trơn, bao trái hết trơn. Bao trái hết trơn ở chín nè, chín rụng đặc đất hết trơn rụng nè. Đó kìa. Nè các bạn. Đây. Đây. Còn rất là nhiều nha, còn rất nhiều trên cây nha các bạn. Rồi mưa 12 nào cũng phải đi hái trái chín. Rồi, trời có đem ra chợ bán lẻ được 15.000 ký. Mà đâu phải bán được nhiều đâu các bạn. Đây là mấy chục tấn luôn. Đó, vô đó mình mà vô đó mình bẫy nha. Bởi vì người nông dân được mùa nhưng mà nay không được giá thì cũng chết luôn. Đây nguyên vườn xài rộng lắm nha các bạn. 30-40 tấn, vừa phân vừa thuốc vừa xịt xịt đã xong một bao trái. Mà cát Hòa Lộc mà các bạn, bao trái hết luôn. Biết bao nhiêu tiền mà nói. Xong bây giờ đợt chín vô nó mua cấm biên cái nó bỏ luôn, bỏ cọc luôn. Người nông dân khổ trăm bề. Giờ hái đem ra chợ bán được cái nào hay cái đó, chứ giờ không bán được ra chợ đâu bán được số lượng nhiều mấy chục tấn đâu, mà trăm vài chục tấn nữa. Đem ra chợ bán 8.000, 10.000, 15.000 bao mà xài bao không nghe, xài bao là hết, là rất là đẹp. Đây hái ngày nào cũng hái. Đây hái nè, bỏ ba cái bao nữa. Chín thì lãng đã lượng hết trơn, cái nào chín thì bỏ luôn, chín quá bỏ luôn. Hái bán lại bữa 5-70 ký, biết nào hết, cái vườn mới chín cũng lạng đá hết trơn. Rồi vậy thôi mình đi vô bẫy nha các bạn. Đây, mình vô trong góc hết đó. Rồi các bạn coi nha, nhớ đăng ký kênh Chiến Dương TV nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, bẫy cây này các bạn, nay chiều rồi, 5 giờ mấy rồi. Thank you.
Được con rồi các bạn ơi. Đây 5 giờ mấy rồi nha các bạn. Đó, này xuống không kêu tiếng nào hết trơn. Nè, 5 giờ 12 phút chiều. Quá trễ. Rồi. À, xin kết thúc clip đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Có thương thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn.